Quang Linh Vlog gặp biến căng ở Angola, bị lừa lòng tin giống Thủy Tiên, công an đến can thiệp. Vất vả làm việc tại trang trại của Angola, thế nhưng Quang Linh Vlog mới đây khiến nhiều người lo lắng khi xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Ngay sau đó, anh đã phải mời công an đến can thiệp để giải quyết vụ việc. Mới đây, anh Tiến Nguyễn, một thành viên trong team châu Phi của Quang Linh Vlog, đã chia sẻ lên kênh YouTube một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trong trang trại. Theo đó, xuất hiện trong video, Quang Linh Vlog buồn bã, thất vọng kể về việc bị quản lý trộm đồ trong trang trại đem đi bán. Chàng trai xứ Nghệ cho biết, vào nửa đêm, người quản lý bất ngờ trộm những bao xi măng trong trang trại đem đi bán. Vụ việc bị bảo vệ và cháu của Lindo phát hiện và báo lại cho Quang Linh. Đến hôm sau, anh đã quyết định mời công an đến làm việc. Trong video, Quang Linh Vlog làm việc cùng cơ quan công an phường và nói, tôi muốn công an hãy làm việc với anh ấy và đưa anh ấy lên đồn. Một người nữa nhỏ tuổi hơn anh ấy và cùng anh ấy ở đây trông coi nông trại cho tôi. Tôi nghĩ họ đã đưa rất nhiều thứ của tôi đi chỗ khác bán và anh ấy hiện vẫn không nhận đã làm điều đó. Quang Linh cho biết thời gian qua, đồ đạc trong trang trại liên tục bị mất nhiều nhưng chưa biết ai lấy. Mà đến khi vụ việc lần này bị bắt tận tay, anh mới quyết định mời công an đến làm việc. Cháu của Lindo làm quản lý kho thì mới phát hiện ra bạn này lấy xi măng đi bán. Hiện mình đã mất những gì, mình vẫn chưa nắm được. Những máy móc đồ đạc thời gian qua, mình đã mất nhiều rồi, nam YouTuber kể. Quang Linh khiến nhiều người xót xa khi cho biết bản thân cảm thấy rất thất vọng vì bị phản bội lòng tin. Sự việc không đến mức để gọi công an, thế nhưng mình mời công an tới hỗ trợ mình để cho mọi người trong trang trại cùng thấy, rút kinh nghiệm để đừng làm như vậy nữa. Nếu như đây là người bình thường thì không sao, đây lại là quản lý, người mình tin tưởng. Trộm vặt như này với mình không đáng bao nhiêu, nhưng khi lòng tin đã mất thì tiền bạc đã không còn quan trọng nữa rồi. Vấn đề bây giờ không phải là mất bao nhiêu đồ đạc nữa, mà là ở lòng tin. Mình trao lòng tin nhầm người. Này là người của mình tin tưởng kêu vào là anh em họ hàng trong team châu Phi xin vào làm. Thì lúc đó mình thấy bạn làm được nên tin tưởng giao làm quản lý luôn, Quang Linh Vlog tiết lộ. Vụ việc khiến người theo dõi nam YouTuber khá lo lắng và buồn thay cho anh chàng. Bên dưới bình luận, nhiều người cũng bất ngờ nhắc đến Thủy Tiên khi nàng hậu thời gian qua cũng vướng vào nhiều ồn ào và khẳng định bản thân đã đặt lòng tin nhầm người nên mới dẫn đến những lùm xùm không đáng có thời gian qua. Quang Linh Vlog hiện là một trong những YouTuber được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Từ việc là một người đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô Angola, anh đã trở thành người bạn đồng hành với nhiều người dân nơi đây để khai hoang ruộng đất, phát triển nông nghiệp. Anh gây sốt cộng đồng mạng với kỷ lục hỗ trợ 1.800 bao gạo cho 1.800 hộ dân miền núi khó khăn, tặng quà trung thu cho 5.000 trẻ nhỏ, xây trang trại 14.000 hectare có giá tiền tỷ ở châu Phi. Chàng trai xứ Nghệ cho biết điều kiện bên đây rất khó khăn, chỉ canh tác được mùa mưa, còn mùa khô thì không gieo trồng gì được. Vì thế, để có thể thu hoạch vào mùa khô như hiện tại, mọi người đã phải nghiên cứu tìm cách chăm bẩm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn vào những gì Quang Linh đã gây dựng nên. Tuy nhiên, đằng sau thành công đó, nam YouTuber đã phải đánh đổi nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Anh khẳng định, nếu chỉ xác định làm ăn ở bên này thôi thì có thể giàu to, thậm chí trở thành tỷ phú lúc nào không hay. Tuy nhiên, anh chủ yếu chỉ muốn giúp người dân phát triển nông nghiệp bằng cách cung cấp giống và kỹ thuật, chứ không còn hỗ trợ theo kiểu mua gạo hay tặng vật tư cho bà con nữa. Mấy cái đó chỉ làm giai đoạn đầu, lúc đó là để cho người dân có cái ăn cái mặc thôi. Đợt này mình cũng hỗ trợ người dân hết sức, hy vọng dự án thành công tốt đẹp, Quang Linh chia sẻ. Thời gian tới, Quang Linh sẽ trở về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán và cũng sẽ sớm được hội ngộ cùng Thủy Tiên tại Việt Nam. Được biết, thời gian này, cả hai đang cùng nhau lên kế hoạch xây trường học cho trẻ em vùng cao. Chính vì vậy, lần gặp mặt tới, Quang Linh Vlog và Thủy Tiên sẽ cùng nhau thực hiện dự án thiện nguyện ý nghĩa này.